Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn, quay trở lại với kênh Nắng Xuân. Hiện tại có một chiếc xe lạnh, xe tải đến để vận chuyển khoai lang cả nhà. Đó, xe tải đến vận chuyển luôn. Vận chuyển bằng xe tải luôn á nha. Đó, anh này giải cứu khoai lang bằng một xe lớn. Xe lớn chứ không phải xe tải nha. Chị này có ẵm theo một bé cuốn, khá là dễ thương luôn. Chỉ đi xe lớn đến để mua khoai lang ủng hộ giải cứu nông sản cả nhà ơi. Quá là tuyệt vời buổi sáng hôm nay. 50kg luôn rồi, mấy cái bao nhỏ nữa hả? Thêm mấy bịch nhỏ nữa. 55kg. Đây cả nhà ơi, sáng sớm thì sớm dịp lo cũng là đồng nha. Để bên trong thì xe bưu điện đến nha. Xe bưu điện tới lấy hàng. Bên đây xe bưu điện tới vận chuyển những cái đơn hàng. Tại vì hôm qua là chủ nhật thì bưu điện không có làm việc, hôm nay rất là nhiều hàng đó nha. Anh Cánh có chia sẻ là ở trên nhà trên rất là nhiều. Bên ngoài thì bưu điện lấy hàng, chỉ hàng bên đây thì quá trời, khách tới mua quá trời luôn đó nha. Nè, cả nhà thấy không? Bạn này mua hai cái bịch rất là to luôn, chú anh chị. Không phải loại cái gì, nó chẳng qua nào. Cái này đi đâu rồi? Hả? Lên xe bố. Ở đi đâu, đó là chả rồi. Ở phía ngoài thì xe bưu điện tới để chuyển hàng đi, bà con của bạn của mình đặt hàng trước thì một vài ngày nữa thôi chúng ta sẽ chuyển hàng của mình theo cô chú anh chị. Sẽ nghe hàng như vậy là chắc từ ở dưới lên tới nóc luôn cô chú anh chị ơi, rất là cao, rất là nhiều hàng nha. Cái này là tổng cộng khoai lang. Đây là mua 10kg tặng 1kg ha. Đây à, chú tới nhận hàng khoai lang này cả nhà. Lan rất là nhiều luôn đó nha. Tam người ơi, chút xíu Tam quay lại cái gì đó. Ủa Tam về hả? Bên trong có khách hàng đang chọn sản phẩm ở bên trong này. Đó, đang đi đó. Đội cái mũ bảo hiểm mặc áo có đó. Đó. Anh Cảnh bữa nay túi bụi luôn, sáng là phải cầu cứu Khoa gấp hơn. Khoa ơi cứu. Wow. Anh này ảnh mua bịch rất là to nha.
Quá trời còn rất là nhiều hàng ở trong luôn. Rất nhiều hàng bên trong luôn. Ừ luôn hết em. Hết chỗ nào xa luôn hết em đây. Bún tấn hô lan ha. Dạ. Tin chính xác là mà hiện giờ là còn cũng nhiều đúng không anh? Nên là hôm qua là sẽ giải cứu 4 tấn hô lan nha quý anh chị. Và còn ở shop thì có hiện tại có rất là nhiều hô lan. Cả nhà mình cứ đến shop sẽ có hô lan để mang về. Gì? Sức bưu điện hả? À, như vậy là bưu điện sẽ em xin lỗi cả nhà, thông tin chính xác là xuất 4 tấn hoa lan bằng đường bưu điện ha. Quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Giải cứu hoa lan để bà con mình có một cái Tết ấm no hơn, một việc làm rất là ý nghĩa luôn. Mém. Đó thì thông tin là Hồng Loan sẽ xuất 4 tấn hoa lan bằng đường bưu điện ha, và bên cạnh là những cái món đồ ăn vặt nữa cả nhà. Đó thì mấy bạn mới chở hoa lan tới, thấy phía trước thì còn 3 bao hoa lan ha. Ở bên trong thì có rất là nhiều túi đã được lấy ra. Đây có một anh tới giao hàng nữa. Nãy chị kia chỉ đi xe 7 chỗ tới, chỉ mua rất là nhiều luôn, 5-60 kg luôn, có lẽ là về để cho bà con ở gần, cho anh chị gì đó. Hôm nay sáng sáng sớm ở shop nhộn nhịp vui ha cả nhà ha, rất là vui luôn.